Toner này thì có lẽ là mình sẽ không phải nói nhiều nữa rồi đúng không? Cái này đã quá quen thuộc trên channel của mình rồi. Đây là sản phẩm nước hoa hồng của Thayers, Witch Hazel. Mình vẫn thấy là cái dòng Thayers này nó tốt vì nó là sản phẩm không có cồn. Như vừa nãy mình nói là sữa rửa mặt thì không nên có xà phòng, và nước hoa hồng thì không nên sử dụng những sản phẩm mà có cồn ở trong. Khi mà mình đọc review của một số bạn ở trên những cái group làm đẹp về cái sản phẩm nước hoa hồng này thì rất nhiều bạn nói là dùng chả thấy có tác dụng gì cả, dùng nó rất là bình thường và chẳng thấy một cái tác dụng gì hết luôn. Thế nhưng mà chính vì thế mà mình mới thích sản phẩm này, vì sau khi mà mình rửa mặt thì mình muốn là có một cái độ ẩm vừa phải để nó lấy lại cân bằng cho da của mình ấy. Khi mà da đang bị mụn, tức là nó đang không hiểu là mình đang muốn cái gì, và có thể là bị tắc lỗ chân lông, có thể là do da quá khô nên là nó lại càng tiết ra nhiều dầu. Thế nên là mình chỉ muốn dùng những sản phẩm nào mà nó tạo độ cân bằng để da mình nó trở về lại như cũ thôi. Nên là dù nó không có tác dụng gì ghê gớm cả, nhưng mà nếu bạn nào mà da đang quá nhiều mụn hoặc là đang kiểu siêu nhạy cảm ấy, thì mình khuyên là nên thử sử dụng cái Thayers này xem thế nào.